của công ty Lê Hốp, 2.000 euro. Ông Nguyễn Văn Hiền thay mặt cho công ty Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, 5.000 euro. Công ty Thăng Long, 3.000 euro. Dũng Immobilien. Công ty Mai Mai Hòm Búa, 4.000 euro. Tấm lòng của chị Lý thật tuyệt vời, cảm ơn chị.